Ok tất cả các anh em nhá, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Lại là mình vững máy tính đây. Cái khoảng thời gian sau Tết này, cái đơn hàng của mình nó ngập tràn anh em ạ. Cái đơn nọ gối đơn kia mà có rất là nhiều anh em build máy của bên mình và muốn mình làm một cái video để lưu lại một cái kỷ niệm cũng như là cho anh em chiêm ngưỡng cái con máy trước khi giao. Nhưng mà nói thật với anh em là cái khoảng thời gian sau Tết này mình rất là bận anh em ạ, rất là nhiều đơn hàng và mình cũng không có thời gian làm hết các video đăng lên kênh theo nguyện vọng của anh em, thì mong anh em thông cảm nhé. Quay trở lại nội dung chính trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review đến cho anh em một cái cây PC mà mình build cho bạn Đức Trí ở trên thủ đô. Nhu cầu của bạn ấy là làm việc chơi game nhẹ nhàng. Về làm việc thì bạn ấy chạy các phần mềm server và máy ảo. Cái yêu cầu và cái tiêu chí mà bạn ấy đặt ra cho cái con PC này là giá của nó loanh quanh khoảng tầm 20 củ trên 20 củ một tí. Và nó phải là một cái mẫu cây kiểu mini nhỏ gọn, ngoại hình nó đẹp một chút để bạn ấy đề qua lại cái phòng làm việc. Đấy, thì ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em chi tiết tất cả các linh kiện trong cái con PC này nhé. Về phần chip thì với một con máy làm việc và chơi game nhẹ nhàng thì mình sẽ sử dụng cho bạn ấy một con i5-12400. Con này là 12400 chứ không phải là 12400F nha anh em. Một cái con chip mới fullbook. Nếu như mà anh em chỉ chơi game mà không làm việc thì mình nghĩ là cái con 12400F nó sẽ là tối ưu nhất cho anh em. Còn nếu như anh em muốn tối ưu về giá hơn nữa đấy thì anh em chọn một cái con chip chay thì nó sẽ rẻ hơn. Còn về phần main thì để đá cặp với con 12400 này, mình sẽ sử dụng một con B660M Tut. Đây là một cái phiên bản có wifi và bluetooth nha anh em. Con main này thì chắc không còn xa lạ gì với tất cả các anh em nữa rồi, mình đã xây dựng trên rất là nhiều cấu hình rồi, nên là ngày hôm nay thì mình cũng chỉ giới thiệu thoáng qua linh kiện thôi. Còn về phần RAM thì đặc biệt là trên cái cấu hình này, mình sẽ sử dụng cho bạn ấy 4 thanh DDR48GB, 4 thanh D50 đến từ XBG. Đây là một cái mẫu RAM khá là ngon trên thị trường trong cái thời điểm hiện tại, giá thì cũng chỉ loanh quanh khoảng tầm 700.000 một thanh thôi. Và cái chế độ bảo hành thì khá là lôi cuốn. Con này bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 60 tháng và reset thời gian bảo hành nha anh em. Tức là nếu như mà không may đấy, cái con RAM này của anh em nó lỗi trong khoảng tầm 4-5 năm sử dụng ấy, thì anh em lại được đổi một thanh RAM khác y như thế này và sẽ lại tiếp tục bảo hành 60 tháng. Như thế là trong cái rủi lại có cái may anh em ạ. Nếu mà anh em cứ rủi mãi như thế đấy thì chắc là con RAM này nó sẽ bảo hành đến chết luôn. Nếu như mà nhu cầu của anh em chỉ có là chơi game thôi thì anh em chỉ cần sử dụng hai thanh RAM và cái số tiền còn lại đấy anh em đập vào cạc màn hình cho mình. Còn đây, nhu cầu của bạn khách hàng là vừa làm việc vừa chơi game nhẹ nhàng nên là mình sẽ sử dụng 4 thanh RAM. Và 4 cái thanh RAM này khi mà lên hình thì nhìn cái cây của anh em nó sẽ rất đầy đặn và đẹp. Cái LED của 4 thanh RAM này nó sẽ thành một cái khối nhìn nó rất là hoành tráng anh em ạ. Tí mình sẽ lên hình cho anh em xem. Còn về phần ổ cứng thì trên cái cấu hình này mình sẽ sử dụng một con LV2 Gen 4. Con này đến từ Kinh Tơn và có dung lượng là 500GB nha anh em. Trong cái phân khúc tầm giá khoảng tầm hơn triệu một chút đấy thì cái con Kinh Tơn LV2 này nó khá là ngon, với cái tốc độ đọc ghi là 3500 trên 2001 nha anh em. Nếu như anh em muốn build một cái con máy hiệu năng thật cao mà thực sự là mạnh mẽ đấy thì anh em có thể cân đối lựa chọn sang những cái con SSD có cái tốc độ cao và hiệu năng vượt trội hơn, ví dụ như là cái con Samsung 980 hoặc là cái dòng Kinh Tơn này thì cũng có cái mã KC3000 ấy, thì cái tốc đọc ghi nó sẽ cao hơn. Nhưng mà đổi lại đấy thì anh em phải bỏ ra một cái số tiền cao hơn, có thể là sẽ cao gấp đôi cái số tiền mà anh em bỏ ra để mua cái con Kinh Tơn LV2 này. Còn về phần nguồn ấy, thì trên cái cấu hình này mình sẽ sử dụng một con BM750D đến từ Deepcool. Đây là một con nguồn 750W công suất thực và nó có chuẩn là 80 blood gold nha anh em. Với cái cấu hình này thì anh em sử dụng cái con BM750D này quá thừa thãi luôn. Nhưng mà về phần nguồn ấy thì thường là mình sẽ ưu tiên tư vấn cho anh em một cái con nguồn nó dư giả một chút để sau này anh em lên cạc màn hình hoặc lên các cái linh kiện khác anh em không phải lăn tăn về cái vấn đề nguồn có đủ công suất để kéo không. Mặc dù là một cái con nguồn 80 blood gold ấy, nhưng mà giá của con này trong thời điểm hiện tại thì nó cũng tương đối là rẻ nha anh em. Nó chỉ có giá khoảng tầm 1.8 triệu thôi, loanh quanh khoảng tầm cổ 8 thôi. Còn về phần cạc màn hình thì trên cái cấu hình này mình sẽ sử dụng một con 3060KU đến từ Asus, một cái con GTX 3060 12GB gaming, một cái con cạc màn hình cũ nha anh em. Con này thì hiện tại là mình đang bán 4.8 triệu anh em ạ, 4.8 triệu. Đặc biệt là cái con cạc màn hình này nó còn bảo hành nhà phân phối
bảo hành của nhà phân phối anh em ạ. Tem viết sơn tháng 5 năm 2021, tức là còn bảo hành đến tháng 5 năm 2024 nha anh em. Đấy, vẫn còn nguyên tem này. Với một cái con 3060 12GB gaming như này thì nó sẽ rất phù hợp cho cái nhu cầu của anh em là vừa làm việc cũng như là vừa chơi game nhẹ nhàng. Còn về phần hình ảnh phông bạt cũng như là hiệu năng làm mát ấy, thì trên cái con máy này mình sẽ sử dụng một cái con tản nước Zoom Flow 240XT. Con này là một cái mã tản nước đến từ ID Côn Linh. Và không thể thiếu được, trên cái con máy này mình sẽ sử dụng một cái bách fan cũng đến từ ID Côn Linh luôn, một cái bách 3 fan 1/2025. Trên cái bộ PC này thì mình sẽ tặng cho bạn ấy một cái lối dài nguồn 24 pin này, và một cái dây lối dài nguồn 8 pin cho về ga. Cộng thêm là mình sẽ tặng luôn cho bạn ấy một cái đầu gập nữa nha anh em. Cái mã vỏ ngày hôm nay mà mình sử dụng thì gần như là không còn ở trên thị trường anh em ạ. Con này thì nói thật với anh em là mình chưa bao giờ build theo kiểu lửa trắng nửa đen như thế này. Theo như cái kinh nghiệm của mình thì mình nghĩ là nếu mà trắng thì sẽ build full trắng, còn đen sẽ build full đen thì nó sẽ phù hợp hơn. Nhưng mà bạn khách này thì bạn ấy thích cái vỏ Elite này quá anh em ạ. Vỏ Flow thì mình rất là nhiều, vỏ Flow đen, Flow trắng hoặc là vỏ Elite đen thì mình cũng có rất là nhiều. Nhưng mà riêng cái con Elite trắng này này thực sự là hàng nó rất là khan, và mình cũng hỏi rất là nhiều các cái đơn vị phân phối khác nhau, người ta cũng không còn. Nhưng mà may quá vẫn mót được một con anh em ạ. Bạn khách này bạn ấy thích cái con vỏ Elite này quá nên là đã yêu cầu mình làm xây dựng máy trên cái vỏ Elite trắng này, tản nước trắng này, RAM trắng này. Mình thì mình cũng chưa build lẫn lộn như này bao giờ, nhưng mà theo như mình tưởng tượng ấy thì mình nghĩ là chắc nó cũng sẽ không đẹp đâu. Nhưng mà thôi, bây giờ mình cứ build lên cho anh em xem như thế nào nhá. Có gì thì anh em bật bờ môn lên, anh em nhận xét giúp mình. Chắc là anh em đang thắc mắc tại sao mình giới thiệu cái vỏ trắng mà bây giờ nó lại ra cái vỏ đen như này đúng không? Mình cũng đã dựng cái vỏ trắng lên rồi, nhưng mà cái con main này này với lại cái con cạc màn hình đen này, khi mà dựng vào cái vỏ trắng với lại cái RAM với lại cái bộ tản nước trắng ấy thì mình cảm thấy nó vẫn rất là lấn cấn, vẫn rất là áy náy và cảm thấy nó lệch tông anh em ạ, nó không được đẹp, nó không được luật. Nên là mình đã trao đổi lại với bạn khách và bạn ấy cũng đồng quan điểm với mình, nên là bọn mình đã chuyển sang cái tông đen xì như này luôn nha anh em. Và khi mà mình chuyển sang cái tông đen như này này thì thực sự là nhìn cái con máy nó rất là nuột, rất là đồng bộ. Bản thân mình thì thấy cái thiết kế này nó đẹp, còn không biết được là cái suy nghĩ của anh em như nào thì anh em cứ bật cái bờ môi lên, anh em nhận xét giúp mình xem là cái ngoại hình của cái cây này nó có OSK không. À, lại nói về cái bỏ mini flow này đấy thì thực sự là mình có rất là nhiều nha anh em, màu đen màu trắng mình có rất là nhiều, và cái giá thành của nó thì rất là rẻ thôi, rẻ hơn cái con mini Elite kia rất là nhiều. Cái con này thì mình nhập được theo gói, nhập số lượng, và mình đang bán cho anh em với giá là 880.000 một con vỏ như này chưa fan nha anh em. Còn về cái vỏ này, nếu như mà anh em tự build ấy thì tốt nhất là mà chắc chắn là anh em lên nắp cái tản nước ở bên trên này này. Thứ nhất là nó vừa tối ưu về hiệu năng làm mát. Cái thứ hai là nó có thể che đi được cái khoảng trống rộng thênh thang đối với thiết kế của cái vỏ này. Mặc dù đây là một cái vỏ mini nhưng nó là mini flow thì nó có 1, 2, 3, 4 và một cái mặt đằng sau là 5 mặt lưới và một mặt đằng trước này bằng kính. Đấy, cộng thêm là nó có thể lắp được 1, 2 này, 3, 4 này, 5, 6 này, 7, 8 phần nét. Nên là cái vỏ của anh em nó sẽ rất là mát trong quá trình mà anh em sử dụng. Và mình thiết kế hai cái fan ID Côn Linh nắp ở bên dưới, nó thổi thẳng lên, thổi trực tiếp vào cạc màn hình. Thì khi mà mình để tay vào cái khoảng này này, đấy, mình nhận thấy là cái nhiệt độ của nó rất là mát nha anh em, cực kỳ là mát. Nhưng mà mình có một cái điều mà cũng chưa lý giải được là không biết hai cái fan dưới này này, khi mà nó thổi trực tiếp lên cạc màn hình thì nó có ảnh hưởng gì đến cái tốc độ fan của cạc màn hình hay không. Nhưng mà cảm giác khi mà mình đả tay ở đây thì rất là mát nha anh em. Và hai cái fan ở cạnh hông này này
là mình thiết kế gió thổi vào nhá anh em. Bởi vì hai cái fan này thì nó bị VGA nó che hết rồi, nên là cảm giác ở bên trên này này tương đối là nóng, nên là mình thiết kế hai cái fan hông này thổi vào thì gió nó sẽ đẩy vào đây, và đồng thời là cái fan của tản nước này này nó sẽ hút cái khí nóng ra ngoài nha anh em. Còn đối với cái cây này đấy, muốn đẹp nhất đấy thì chắc chắn là mình sẽ lắp một cái đầu gập này, một cái lối dài nguồn cho VGA này, và một cái lối dài nguồn 24 pin này anh em. Cái lối dài nguồn 24 pin này đấy thì với cái vỏ cây này thực sự là anh em phải lắp rất là cẩn thận và phải lắp nghiêm chỉnh chuẩn chỉ, chứ không là nó cọ vào cái quạt ở đằng sau này nó sẽ phát ra một cái tiếng kêu rất là khó chịu nha anh em. Nói thật với anh em, để lắp một cái cây mini như này hoàn chỉnh ấy nó rất là mất thời gian luôn. Kể cả anh em có lắp chuẩn chỉ từng cái bước một mà thao tác của anh em nó có nhanh như là chim sẻ đi lắng ấy thì thực sự là nó vẫn lấy đi của anh em rất là nhiều thời gian. Đối với mình, để mà lắp một cái cây hoàn chỉnh như này nó mất ít nhất là 1 tiếng đồng hồ nha anh em. Mà nếu như anh em nào mà chưa từng lắp cái vỏ mini này đấy thì mình cam đoan với anh em là ít nhất phải tầm 1 tiếng rưỡi 2 tiếng anh em mới lắp hoàn thiện được cái cây như này. Nhưng mà bản thân mình ấy, kể cả có mất bao nhiêu thời gian đi nữa thì lắp lên một cái cây giao cho khách nó cứ phải đẹp trước đã anh em ạ. Còn mọi thứ tính sau, thời gian với mình thì nó không thành vấn đề nha anh em. Và với những cái cây như này đấy thì dây dợ nó rất là năng nhằng, nên là mình khuyên anh em chạy những cái fan này này đấy, anh em chạy những cái fan nét hoặc tản nước này này thì đằng sau của nó sẽ có những cái dây sinh led này, có những dây fan này. Là nếu mà anh em cẩn thận ấy thì anh em lấy cho mình một cái băng dính điện này, cái băng dính điện này, dây anh em cắm đến đâu ấy thì anh em cứ băng cái đầu vào cẩn thận giúp mình. Cái đấy thì nó hơi mất thời gian một chút, nhưng mà trong cái quá trình vận chuyển hoặc trong cái quá trình sử dụng ấy, máy của anh em nó sẽ không bị chập cháy anh em ạ. Nó sẽ không bị chập bởi vì nó rất là nhiều đầu dây. Đấy thì mình khuyên anh em là anh em cứ cắm dây đến đâu là anh em băng dính điện hết vào cho mình cho nó an toàn anh em ạ. Tất cả những con máy mình làm cho anh em ấy mình đều băng dính điện hết, nên là nói chung là nó cũng mất thời gian hơn những cái con máy thường nha anh em. Đây, những cái đầu dây mà led RGB hay là fan phiếc này băng dính điện hết nha anh em. Trong quá trình mà anh em di chuyển hay là trong quá trình mà anh em sử dụng ấy, nó sẽ không bị chập. Bởi vì là những cái đầu dây này này nó rất dễ bị bong ra trong cái quá trình mà vận chuyển xa nha anh em. Dây thì mình cũng chưa chạy gọn đâu, mình mới băng bó và test game thôi. Còn tí nữa khi mà mình đóng hàng mình giao cho anh em ấy thì mình sẽ lạt nhựa lại hết cái đống dây này gọn gàng cho anh em. Nói thật sự với anh em là những cái vỏ cây như này đấy thì nó rất là khó chạy gọn nha anh em, cực kỳ là khó chạy gọn luôn, và fan nét của nó rất nhiều. Nói về cây mini này thì mình cũng có rất là nhiều điều muốn nói với anh em, nhưng mà những cái mẫu cây như này đấy thì trên YouTube rất là nhiều rồi, nên là thôi mình cũng không nói nữa, nói lắm khắm mồm anh em ạ. Anh em này bảo mình lặng về trình bày nên là thôi mình sẽ quay sang mình sâu cấu hình cho anh em cũng mình sẽ đóng cái kính này vào test game, mình sẽ đóng cái kính này vào test game cho nó xanh chín. Bây giờ mình sẽ show cho anh em cái cấu hình của máy trước khi vào test game này. Chip i5 12400 này, 12400 thường, 6 x 12 luồng. Con này mắc TDP là 65W nha anh em. Nếu như nhu cầu làm việc của anh em nó cao hơn một chút đấy thì anh em lên đổi sang những cái con 12600K. Những cái con đấy thì bây giờ nó rơi vào khoảng tầm 6.3 triệu. Bằng tầm 6 triệu 3 nha anh em. Cái nhân GPU của nó sẽ thông minh hơn cái con 12400 này. Nó sẽ phân chia cái nhân GPU làm việc một cách hợp lý, giúp cái công việc của anh em nó nhanh và nó trôi chảy hơn. Còn cái con 12400 này này thì nó phục vụ cái nhu cầu làm việc thông thường thôi nha anh em. Main thì mình đang sử dụng một con B660M Tut này, có wifi nhá. RAM DDR4 32GB, 4 thanh 8GB, và hiện tại bớt RAM là 3200. Các màn hình là GTX 3060. TDP là 170W, con này 12GB DDR6, 12GB 192 bit nha anh em. Nếu tựa game đầu tiên là PUBG phiên bản PC thì anh em có thể thấy là cái chỉ số FPS nó cũng khá là ổn áp. 150 FPS anh em ạ. Các màn hình hiện tại đang loát khoảng tầm 99% rồi và nhiệt độ đang rơi khoảng tầm 76 77 độ C. CPU thì rất là dư giả nha anh em, nó có khoảng tầm 36% thôi. Và nhiệt độ thì rất là mát với một con tản khí ID Kunning. RAM thì đang ăn của anh em khoảng tầm 10GB rồi, FPS khi mà hạ cánh thì được khoảng tầm 96. Đây mình sẽ show luôn cho anh em setting này.
Mình đang chơi trên độ phân giải 2K nha anh em. Và cái mức setting đồ họa hiện tại là medium. Và hiện tại thì cái phòng test máy của mình đây nó đang rơi tầm 24 độ C. Nói chung là nhiệt độ hôm nay thì nó cũng cao hơn mọi hôm khoảng tầm 4-5 độ gì đấy anh em ạ. Và hiện tại thì cái đồng hồ đo công suất đầu vào của mình đang rơi khoảng tầm 294 này. Là gần 300W điện cho cái cây PC này, gần 300W điện. Nói chung là với một con 3060 này đấy thì anh em vẫn có thể chơi 2K PUBG PC. Còn đâu nếu như mà nhu cầu của anh em chỉ là chơi game, mà chơi những cái tựa game 2K một cách ổn định mà nó không bị tụt FPS nhiều ấy, thì anh em lên cho mình con 3070 Ti và anh em giảm cái con chip này xuống. Giảm cái con chip này xuống 12.400 ép chay thôi thì nó sẽ tiết kiệm được tiền đập vào cạc màn hình. Đồng thời là anh em sử dụng hai thanh RAM thôi. Đấy thì nó sẽ tối ưu hơn cho cái việc chơi game. Đến với GTA 5 thì anh em có thể thấy là cái cấu hình này nó đang thu về được cho anh em khoảng tầm 120 mấy FPS trong game này. Và hiện tại thì cảm hình đang loát khoảng tầm 92% thôi. Nhiệt độ thì chỉ tầm 71 độ C với GTA 5 thôi. Nhiệt độ thì mát hơn PUBG PC chỉ tầm 72 độ C thôi. Chơi thì khá là mướt luôn anh em ạ. Bây giờ mình sẽ show anh em setting này. Hiện tại là mình đang chơi trên độ phân giải 2K. MSA và FXA này thì mình đã tắt. GT5 là một cái tựa game đã cũ nhưng mà nó vẫn còn có thể khai thác tối đa hiệu năng của cạc màn hình. Nếu như mà anh em bật cái FXA và MSA này lên ấy, thì mình nghĩ là cái con 3070 Ti nó mới chịu được và mới có thể cho ra được cái chỉ số FPS cao thôi. Chứ còn 3060 này thì đây mình sẽ show load cho anh em cái setting này đã nhé. Setting hiện tại là VRD2 nha anh em. VRD2 trên độ phân giải 2K này. FXAA thì mình sẽ bật lên độ ăn và MSAA mình đã X8 cho anh em xem. Vẫn trên độ phân giải 2K và VRD2. Đấy, FPS chỉ còn khoảng tầm 70 thôi. Tuy nhiên là cảm giác chơi vẫn rất là mượt mà nhá anh em nhá. Rất là ngon lành, mượt mà và ổn định luôn. Mỗi tội là cái chỉ số FPS nó hơi thấp thôi. Mà cái con 3060 này thì thực ra là nó cũng chỉ là một cái mẫu cạc màn hình cơ bản để cho anh em vừa làm việc vừa chơi game thôi. Cạc hình đang loát khoảng tầm gần lít rồi và nhiệt độ tầm 76 độ C. FPS thì cũng tương đối cao, được khoảng tầm 130. Đây mình sẽ show anh em cái setting này. Độ phân giải là Full HD 1080, DLSS tắt này. Và cái mức setting đồ họa lao nha anh em, một cái mức setting thấp nhất trong game anh em ạ. Mình sẽ cho lên Ultra chơi thử nhá. Ultra thì được khoảng tầm 60 FPS thôi. Nói chung là với cái cấu hình này thì mình nghĩ là anh em lên để cái mức setting nào thì chơi nó sẽ ổn áp lưu hoa hơn. Về cơ bản ấy, thì nếu như nhu cầu của anh em là làm đa nhiệm, làm việc và chơi game nhẹ nhàng ấy, thì đây là một cái cấu hình khá là ok cho anh em trong thời điểm hiện tại. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nhé. Nếu anh em thấy video này hay và hữu ích, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và nếu như anh em có nhu cầu muốn sở hữu cái con PC như này hoặc là một cái mẫu PC khác, một cái cấu hình khác ấy, thì anh em cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho mình thì mình sẽ tư vấn cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của mình nhé.